xin kính chào quý chú chị các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây đến Cù Bà Quảng của thị trấn Mỹ Xuyên để chia sẻ về hình ảnh thông báo vào ngày 23 tháng 3 2023 sẽ diễn ra lễ Vía Bà ngày hôm nay, ngày hôm đó nha, để không đưa cho cô chú chị cùng biết. Thì hôm nay Sông Nước Miền Tây đang có mặt tại chùa Bà Quảng của thị trấn Mỹ Xuyên thì thông báo cho bà con biết là ngày 23 tháng 3 2023 để nay Vía Bà Thiên Hậu của chùa Bà Quảng nha. Nằm ở số 20 đường Phan Đình Phùng, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Thì hôm nay mình chia sẻ cho cô chú anh chị biết là ngày lễ vía của bà ngày 23 tháng 3 năm nay được tổ chức một ngày một. Hàng năm thì đều có tổ chức cô chú anh chị. Trước đây có tượng mẹ Quan Âm của chú anh chị. Vía Bà Thiên Hậu Bà Quảng của thị trấn Mỹ Xuyên. Đây là cái phong cảnh của chùa Bà Quảng của thị trấn Mỹ Xuyên, nằm ngay khu vực chợ luôn các chú anh chị. Thì vào ngày 23 tháng 3 thì sắp tới thì sẽ diễn ra cái lễ Vía Bà một ngày một duy nhất nha. Thì hôm nay Sông Nước Miền Tây đến đây để chia sẻ cho cô chú anh chị biết về cái ngày vía của chùa Bà Quảng của thị trấn Mỹ Xuyên, thì nó trùng với chùa Bà Tiều luôn. Thì ở trên đây thì vào ngày 23 tháng 3 của hàng năm thì sẽ làm lễ vía cho bà. Bên này có cái mũ ông bà của chùa Bà Quảng của chú anh chị. Đây là mũ ông bà. Đây chữ xuống. Đây số 20 đường Phan Đình Phùng trong thị trấn Mỹ Xuyên, thì chùa Bà Quảng nằm ở trong khu vực chợ luôn. Thì bà con mình có thể đến ngày vía vào ngày 23 tháng 3 sắp tới thì còn khoảng tầm khoảng 10 ngày nữa.
Và sông nước miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý chú chị các bạn một ngày mới vui vẻ và hãy đón xem những video kế tiếp của sông nước miền Tây. Xin tạm biệt.